cha mẹ không có thuận thảo, vì vậy mà cha có vợ khác, mẹ có chồng khác, em đó bị đưa vô chùa lúc còn nhỏ, và khi em đó bắt đầu trưởng thành, em đó cảm thấy như là tức tối, bất mãn về cuộc đời. Tại sao đẻ tôi ra mà đâu không ai thương tôi cả, mọi người đi theo cuộc hạnh phúc riêng mà trong khi đó tôi phải giận. Do đó em nó giận thuộc không phải là ngoan, mà là gọi là do cái tâm bức ức, cái sự bức xúc trong tâm lý nó có. Do đó em nó rất là nhiều, rất là mổ nghịch, gọi là không ai dạy nghe hết. Mà khi mà em có những cái hành động mà bực mình, ngổ nghịch, rồi đụng tới là sân si, đụng tới là bút lộ luôn, không chừa ai hết. Mà cái hành động vậy là chứa có ai chứa không? Chứa chứ, tại vì ba má nó gửi vô mà nó đâu có đổ lương thân nữa đâu, chứa. Nhưng mà ai không thấy thương thì ai cũng coi như là một cái thằng mà dữ tợn trong cuộc đời. Cho nên khi mà dưới ánh mắt của mọi người đã ngoài đời rồi, cha mẹ mình bỏ mình rồi, vô chùa thì mọi người còn giống như xa lánh mình, mà coi như là không ưa mình nữa, thì người đó có thấy khó chịu không? Mà càng khó chịu thì sao, cái bộc lộ cái tánh đó nó càng dữ hơn, cáo kỉnh hơn nữa, mà gọi là lỗ mãn hơn nữa. Để kể cho quý vị nghe rồi, lúc đó thằng mới tu mà gan lắm, nhiều khi tu lâu giờ phải chết chứ mà tu liền. Thì cái lúc đó, bữa đó thì nhớ đó, là nó quýnh lộn với người ta, quýnh lộn với mấy người trong chùa đó, không biết sao nó bị những trai làm chán thân, mà nặng đó chứ biết, mà thằng này nó ngổ nghịch lắm. Mấy người khác đó thì thấy nó bị vậy đó, để trong bụng cho ông cha nói trước, nó đưa nó làm sao đá trong miệng, bữa nay mình bị trừng trị vô cái thầy mới lúc đó mới tu, mới lên chùa có vẻ ta nó cũng có tu á, cái bắt đầu thầy mới lấy giải rồi buộc cho nó, rồi chăm sóc cho nó. Thì không ngờ là nó khóc, không ngờ là nó khóc. Thì hồi xưa nó không ai dám gần nó, mà không ai muốn gần nó, mà nhiều khi thấy nó vậy còn nói mày là mày vậy cho đáng, hiểu không? Nhưng mà nó biết nó sao, nó thấy được có ông thầy này mà lại chăm sóc mình, băng bó cho mình, rồi còn không có tình thương nha thầy. Rồi khi nó khóc rồi nó bộc lộ cái tại sao, lý do nào nó làm cái hành động, nó còn thấy một bất mãn cuộc đời. Lúc đó nó mới 15, 16 tuổi, nó còn bất mãn cuộc đời, con bị bỏ rơi, không ai thương con, mà vô đây cũng ai cũng nhìn con với cái mắt gì, cho nên con có cái gì, mà con có những cái hành động gì để con giải thoát cái khó chịu của trong lòng con. Nó khóc mà nó nói từ từ, mà sau đó nó lại thân với tôi nhiều nhất chứ. À, tôi cũng lúc đó thì cũng giúp nó bằng cách là mua sách cho nó học. Là sao? Và từ cái tánh nó nguội lại thì bắt đầu sao đó nó nguội lại. Và bắt đầu nó không biết nó gì, nó có chuyện với ai nó không biết, mà nó rất là dễ chịu với mình. Và thầy nói là cái kết cuộc là nó học nên nguội, có bằng cấp đại học. Nghĩa là không còn lung lăng nữa, mà không còn ngang tàn nữa. Bắt đầu nó ngồi lại, bắt đầu nó và nó thành công. Lâu lâu mà phải không có gặp lại, mà không có hội thăm. Nhưng mà sau đó thầy biết học và thành công. Thì như vậy thì quý vị, như vậy thì cái mục đích của Phật giáo là cái gì? Mục đích của chúng ta là cái gì? Là chuyển đổi người khác bằng tình tứ, chứ không phải là thấy người khác đang bị quả báo, đang bị cái nhân quả, đang bị nghiệp lực mà chúng ta đã. Do đó đừng bao giờ nói ai ăn nấy nói, ai tu nấy nói.
mà phải cho người ta, cũng như người ta cho mình ăn. Người ta cho mình ăn vật chất, mình cho người ta ăn tình, tình thương. Người ta cho mình ăn chất để mình tiến bộ từ thành phu thành thành thánh nhân, thì mình mới cho người ta tình thương, để người ta bỏ từ đau khổ qua cái sự sự tu tập, bỏ cái tánh chúng sanh để cũng trở thành tánh Phật như chính. Đó là nhiệm vụ của chúng ta. Do đó ai mà nói những câu đó là người đó không những không làm được cái đạo Phật cái gì hết, mà còn bắt đầu cái chư Phật. Vì chư Phật không có đạp người ta ở lúc người ta xa cơ. Ở đây nói như đó rồi, quý vị hỏi không? Hôm nay nói hết rồi nha. Hôm nay thì coi như là từ năm 2000 tới nay là 2023, là 23 năm đấu chứng được gì nữa đâu. Thành ra không biết không chứng, nếu mỗi lần chứng là đi chỗ khác đó. Mà lần này không chứng chắc cũng đi á, chứ làm gì không đi. Nhưng mà cái chuyện nào đi thôi, giờ lên trước thì đi, phải nói cái gì cho nó hết. Rồi quý vị có giỏi không? Thời đâu ngày dưới không? Thầy liên kết những cái quá trình. Cái bài kể của thầy đó là cái vị Bồ Tát như ống thước dứt rồi, các người hàng ngày hàng dục lục căn từ bên trong mới vào địa vị Bồ Tát, đắc kim cang can huệ tông tròn sáng, nơi nọ tông thoát khóa thành sạch như lưu ly, bên trong trùm chứa bảo nguyệt ra với tổ hợp. Thầy là ánh trăng ngà, cái con này nó bảo nguyệt. Cảm ơn cái sự ca ngợi của anh, của chú ha. Cái bài kể là chú Bồ Tát đó. Thì nói chung là không phải là hôm nay để đem ra ca ngợi cho quý vị, mà để chứng minh rằng là trong cái quá trình tu tập, các vị Bồ Tát, các vị Phật luôn âm thầm hỗ trợ chúng ta. Có thể bằng hiện thân, có thể trong cái giấc mơ, mà trong giấc mơ hay trong hiện thân thì chỉ có người đó cảm nhận được thôi. Mà người nào cảm nhận được điều đó thì cái người đó mới tiến bộ trên đường tu tập. Còn không cảm nhận thì một là mình chưa đủ nhân duyên, hai là tại vì tâm lý mình không có đủ để mình định lượng được cái giá trị hỗ trợ của chư Phật chúng ta. Chứ đừng nói là không có, hay là đừng nói là mê tín. Và điều thứ hai nữa, mà khi chúng ta cảm nhận được cái giá trị của Bồ Tát, của Phật cho mình, thì mình cũng nên lấy cái tâm từ bi của mình để hỗ trợ người khác. Nghĩa giống như là có ban ơn, có thọ ơn và có tri ân, thì chúng ta mới hoàn thành được cái đạo nghiệp của chính mình. Tại vì hy vọng rằng nếu ngày hôm nay quý vị nghe thì quý vị nên coi lại lúc nào Quan Âm hiện ở trong quý vị. Không phải Quan Âm ở xung quanh, mà Quan Âm có thể ở ngay trong chúng ta. Khi nào mà quý vị xuống nhà bếp mà gặp bà Lệ mà đó bà Lệ là Quan Âm thì chính quý vị thành Phật. Còn khi nào bà nạt mà quý vị thấy bà chưa nạt được bộ quá thì quý vị biết mình cũng chưa thành Phật. Đúng không? Mà có khi nào quý vị thấy mấy người mà làm công quả mà bực tội rồi mình về mình bực tội ra, đố ai bực, mà đố ai là cái người mất nhiều nhất? Mình. Còn nếu mà mình thấy người ta đó, tại có gì mà ngồi thâm đâu hả, tại sao người ta bực thì mình mới biết, đúng không? Mình biết người ta bực là mình biết, coi chừng mình kiểm lại mình thì mình là một cái. Đã. Đúng, mình phải có cái gì sai thì mình người ta mới bực mình. Mà mình biết như vậy thì mình đã biết cái mình sai. Thì mình là một. Cho nên thầy nói câu nói đừng có tưởng dở. Phải có cái gì không làm cho người ta hài lòng, người ta mới la. Đúng không? Người ta mới bực. Tại vì thì mình xét lại mình chứ đừng có xét người ta. Nói sao cái mẹ này vô chùa mà tôi không ra gì hết. Chỉ có thầy được quyền nói câu đó thôi. Mẹ là tôi càng ngày càng tệ này, đúng không? Chỉ có mình thầy tôi đúng thôi, thành ra mới thấy mấy bà kia tôi càng ngày càng tệ. Nói vậy là cái gì? Là cái gì tự xác nhận với mình, mà chúc quý vị luôn luôn tinh tấn,
và coi ngày giáng âm như là một ngày để chúng ta nhắc lại cái tâm Bồ Tát của chính mình, và mình nên làm cái gì để phát triển cái tâm Bồ Tát đó. Và chúc quý vị thành công trong vấn đề cuộc sống, trong vấn đề tu tập, và luôn luôn tiến bộ. Chúng ta bây giờ đúng nha. Nguyện công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Thầy chuẩn bị sao rồi chị? Thầy chuẩn bị tụng kinh. Thiếu chưa? 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 Thiếu chưa?